để xem là thái độ của chủ homestay của mình như thế nào, đã có thương em hay không. Duyên trả lương cao á, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà còn thương á, thì chắc chắn là thương rồi. Bởi vì anh thương em mà. À anh, cái hệ thống camera á, anh sửa lại chưa? Chưa em hả? Anh gọi điện thoại cho bên người ta rồi. Người ta đang làm cho nên chưa hoàn thiện. Hèn chi á mà bình bông bị hù ma, mình không biết gì hết trơn. Ôi, cái bữa đó là xui ngay cái ngày mà người ta chạy thử camera. Nhưng mà hên cái là em biết sao không? Là bên camera người ta lấy lộn cái bộ nhớ camera, toàn bộ cái dữ liệu lưu trong máy của chủ tiệm camera. Nhưng mà anh đã kêu công ty gửi cái file hôm đó về email của homestay mình rồi. Nó mới từ cửa hàng camera đường 3 tháng 2 về đó. Sao chú phát lại ở đó hả bà? Bởi vì anh đoán được người mà muốn phi tan cái đoạn video clip đó. Bởi vì đoạn video clip đó chính là bằng chứng thiết thực nhất. Em biết không, bữa đó camera mình có ghi lại hình, nhưng mà hình ảnh rất là mờ, rất là tối, không nhìn ra người trong camera. Vậy sao chú phát lại? Có tật rụt rít. Nhưng mà không ngờ anh với nội á có mặt ở đó trước rồi. Và không ngờ trong chuyện này lại có một người cùng tham gia nữa, đó chính là Tiên. Chà, mọi người dùng tiệc vui quá vậy? Sao gì ở đây? À, dì qua bên karaoke tìm con, mà người ta nói con nghỉ bên đó rồi, họ chỉ qua đây. Dạ. Ai đây? À dạ, con giới thiệu với bà, đây là dì Phượng, dì của con. Còn giới thiệu với dì Phượng, đây là bà nội. Còn anh này là chủ homestay ở đây. À, chào nội. Trời, ông chủ đẹp trai quá. Cảm ơn dì. Thank you.